Chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay, Cửa Khúc Khích sẽ chia sẻ với các bạn công thức và cách nấu chè bưởi ngon tại nhà. Đặc biệt là với những ai mà lười mà lại thích ăn chè bưởi nữa thì có thể áp dụng cái cách của mình ngày hôm nay nè. Nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách nấu chè bưởi ngon thì hôm nay Cửa Khúc Khích sẽ chia sẻ cho các bạn để ai cũng có thể dễ dàng thành công nha. Rồi, hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn thêm một cái set chè rất là ngon, đó chính là món chè bưởi. Thì khi mà các bạn mua một cái set chè như thế này á, thì nó sẽ gồm có là một cái túi đậu xanh cà vỏ nha các bạn. Cái túi này nó cỡ khoảng 150g. Rồi một cái túi bột năng ha, khoảng 250g. Rồi một lon nước cốt dừa. Đây, lon nước cốt dừa. Hai ống vani, rồi đường nè, đường này để nấu mình nấu chè, và cùi bưởi. Cái cùi bưởi này là người ta đã bóp cho nó hết cái đắng rồi và người ta xên đường luôn rồi để cho nó có cái vị ngọt đó các bạn. Thì bây giờ đầu tiên khi mà các bạn mua cái này về thì các bạn rửa cho mình, gồm có rửa cái cùi bưởi và đậu xanh, rửa sạch đi, rồi sau đó mình sẽ ngâm. Rồi thì ở đây là mình có hai cái tô ha, các bạn rửa sạch đi. Cái cùi bưởi này người ta có làm cái phần lá dứa các bạn để cho nó có cái màu xanh. Nếu như mà các bạn thấy những cái cùi bưởi mà nó to như thế này các bạn không thích thì các bạn cắt nhỏ ra cũng được ha. Rồi bây giờ các bạn chuẩn bị cho mình một ít nước sôi, mình sẽ ngâm. Mà các bạn mà ngâm nước sôi thì mình sẽ nó sẽ nhanh nở hơn, mình nấu nó sẽ nhanh hơn ha. Ngâm cả hai thứ luôn. Và khi mà ngâm á, thì các bạn lấy cái dĩa các bạn đậy lại cho mình nha. Đậy lại để nó giữ cái hơi. Thì cái phần đậu xanh này thì mình ngâm cỡ khoảng 1 tiếng là mình nấu được. Nhưng mà riêng với cái cùi bưởi á, thì các bạn phải ngâm 2 tiếng nha. Rồi sau khi mà các bạn đã ngâm cái cùi bưởi á các bạn ha, mình ngâm cái cùi bưởi được cỡ khoảng 2 tiếng rồi nè. Thì cái cùi bưởi bây giờ nó đã mềm rồi. Thì các bạn rửa sạch lại với nước lạnh cho mình nha. Đây, rửa sạch lại nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái thau. Các bạn cho vào đây một ít bột năng, cỡ khoảng 1/3 gói. Rồi mình sẽ cho cái phần cùi bưởi vào đây. Cùi bưởi thì sau khi rửa sạch rồi các bạn nhớ để ráo nước nha. Bây giờ thì các bạn trộn đều nó lên. Rồi các bạn bắt lên cho mình một cái nồi nước. Mình sẽ luộc cái cùi bưởi này. Và trong thời gian đó thì các bạn cũng bắt lên một cái nồi nước cho mình nha, để mình nấu cái phần đậu xanh á. Trường hợp mà các bạn thấy cái bột nó hết rồi nè mà cái cùi bưởi nó còn á, nó còn như thế này ha, thì mình có thể mình cho thêm. Thường thì người ta cho mình một cái gói bột năng như vậy thì nó cũng sẽ hơi dư xíu hả các bạn. Rồi bây giờ mình chuẩn bị một cái nồi nước sôi nha, thật là sôi luôn, để mình luộc cái cùi bưởi này. Khi mà các bạn luộc cùi bưởi xong á, thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái thau, một cái tô nước đá lạnh để mình ngâm cái cùi bưởi vào, thì mình ăn cái cùi bưởi nó sẽ giòn ha các bạn. Khi mà cho vào thì cho từ từ thôi ha, đừng có cho một lần hết. Thì khi mà các bạn luộc cái cùi bưởi các bạn thấy nó chín á, là nó sẽ trong ha, nó trong và nó nổi lên, thì mình sẽ vớt ra và mình ngâm nó vào trong cái tô nước đá. Thì nếu như mà các bạn làm cái chè bưởi bằng phương pháp là mình nấu từ cái vỏ bưởi á, thì các bạn phải làm rất là lâu, rồi mình ngâm muối nữa ha. Thì mình mua cái set chè này về thì mình nấu nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều và nó nhanh. Với lại là cái chè bưởi này á, người ta làm cho phần mình phần lá dứa và đường luôn rồi, mình ăn cái hạt bưởi á các bạn. Cái cùi bưởi á, nó sẽ có cái độ giòn, nó ngọt này mà nó thơm. Bạn nào mà muốn mua cái set chè bưởi này á, thì để lại bình luận bên dưới video nha. Mình gửi cho các bạn cái đường link mua cái set chè bưởi này. Rồi cái nồi bên đây thì các bạn cho cái phần đậu xanh vào. Các bạn bắt lên cho mình cỡ khoảng 2 lít đến 2 lít rưỡi nha. Rồi qua bên đây với lại cái nồi cùi bưởi của mình, sau khi mà nấu chín rồi thì mình vớt ra và mình ngâm nó vào trong cái tô nước lạnh. Đá ha các bạn, càng nhiều đá càng tốt. Đó, thành thử ra bạn nào mà vụng về đồ đó mà muốn ăn chè bưởi mà tự nấu ở nhà thì có thể mua một cái set như thế này về ha, ai làm cũng thành công luôn. Về cái phần nước cốt dừa thì các bạn có thể là mình nấu riêng rồi mình chan lên mình ăn, hoặc là mình nấu chung cũng được ha các bạn. Nếu mà lười thì mình nấu chung luôn đi cho nó dễ, còn nếu mà ai mà siêng thì nấu riêng, rồi khi mà mình múc cái chén chè bưởi ra thì mình rưới cái nước cốt dừa lên ha, cái đó thì tùy các bạn nha. Khi mà cái đậu xanh nó gần mềm rồi đó thì lúc này các bạn chuẩn bị cho mình nó khoảng nửa tô nước nha, nửa tô nước bình thường ha các bạn. Mình cho cái phần bột năng vào đây, các bạn có thể là cho hết cũng được, hoặc là mình chừa lại một ít cũng được ha, nó tùy vào cái độ đặc và độ loãng. Nếu mà các bạn thích ăn cho nó đặc á, thì mình cho hết luôn ha. Cái gói bột năng người ta cho đó, còn dư nè. Các bạn khuấy sơ sơ lên ha, để cho cái phần bột năng với lại nước á, nó tan ra với nhau rồi mình múc mình cho vào.
nhớ là cái đậu xanh nó mềm rồi mình hãy cho đường nha các bạn, đừng có vội cho đường ngay từ đầu, cho đường ngay từ đầu thì cái đậu xanh nó sẽ bị sượng á, mình nhai cái hạt đậu nó sẽ sực nha, nó không có bùi, nó không có ngon. Đậu xanh cà vỏ này các bạn nấu nhanh lắm, tầm cỡ khoảng 10 phút là nó mềm mà. Rồi khi mà cái phần đậu xanh mình nó mềm nó bùi rồi đó các bạn, thì các bạn cho mình vào đây là một xíu xiu muối, một cái đầu đũa muối ha, để cho chè ăn nó đậm đà. Mình sẽ cho cái phần đường vào, nấu chè là ngon số 1 luôn. Rồi khi mà các bạn thấy cái phần đường mình nó tan hết rồi đó, thì lúc này các bạn khuấy cái tô bột năng ha, mình khuấy sơ sơ rồi mình hãy cho vào. Và khi vừa cho thì các bạn vừa khuấy để các bạn kiểm tra cái độ đặc, độ loãng, chứ các bạn đừng có cho một cái ào xuống ha, thì nó sẽ đặc kẹo luôn. Mà mình nhiều khi là các bạn nào thích ăn nó loãng loãng thì mình không có cứu được ha các bạn. Ai mà thích ăn ngọt hơn thì có thể là cho thêm đường cũng được nha, người ta cho mình ba cục đó là nó cũng tương đối ngọt rồi đó. Nói chung là gần ok rồi, đặt thêm xíu nữa. Sau khi mình cho cái bột năng vào rồi thì các bạn cho cái nước cốt dừa vào luôn cũng được ha. Đó là dành cho những ai lười nha, mình khỏi phải nấu cái nước cốt dừa riêng. Đó các bạn thấy nè, cái độ đặc như thế này nè, các bạn coi được chưa? Nếu như mà được rồi thì ngưng, đừng cho nữa nha các bạn. Đừng có cố là cho hết ha. Cho hết thì nó sẽ rất là đặc. Sau khi mà các bạn cho cái phần bột năng vào rồi đó, thì bây giờ mình cho cái cùi bưởi vào luôn. Khuấy sơ sơ lên. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho cái lon nước cốt dừa ha, cho vào đây luôn. Tùy các bạn ha, béo nhiều béo ít gì thì tùy các bạn. Mình cho hết một lon luôn thì nó sẽ béo nhiều, còn nếu mà cho nửa lon thôi thì béo nó vừa vừa. Đó thì đây là cái món chè bưởi dành cho những ai lười. Thì sau khi mà mình nấu xong rồi ha, mình mới tắt lửa, rồi các bạn cho hai cái ống vani vào hoặc một ống cũng được vào để nó tăng cái mùi thơm. Ok, thì hy vọng là qua video này Cường Khúc Khích đã chia sẻ với các bạn công thức và cách nấu chè bưởi ngon tại nhà. Hy vọng rằng là các bạn sẽ thích món chè bưởi này nha. Và nhớ là tắt lửa rồi hãy cho vani nha các bạn để nó thơm. Hy vọng rằng là các bạn sẽ thích món chè bưởi này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.